Thanh Nhã rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Tin Nóng Đất Việt, với mong muốn là một kênh truyền thông sẽ cập nhật cho toàn thể quý vị khán giả khắp nơi trên thế giới những tin tức nóng nhất, chính xác nhất. Trong 24 giờ hàng ngày qua, chúng tôi đã liên tục cập nhật để có thể hân hạnh phục vụ khán giả tốt hơn. Rất mong nhận được ủng hộ và góp ý của quý vị khán giả. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Số ca mắc mới tăng mạnh, Cần Thơ cách ly điều trị hơn 5.000 F0 tại nhà. F0 đang tăng, Việt Nam cần làm gì nếu dịch bùng phát lại? Phong tỏa một tầng, khẩn trương đối phó với ổ dịch COVID-19 phức tạp tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định. Bình Định, ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh trở lại. Hậu Giang phát phiếu đi chợ cho người dân vùng cam, vùng đỏ. Và sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Cần Thơ, cách ly điều trị hơn 5.000 F0 tại nhà, khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết, tính đến 17 giờ cùng ngày, thành phố Cần Thơ ghi nhận thêm 914 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay là 19.086 người. Trong đó, đã có 9.692 trường hợp điều trị khỏi. Nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trong những ngày gần đây, số lượng ca mắc ghi nhận trên địa bàn thành phố Cần Thơ liên tục ở mức rất cao. Cụ thể, ngày 22 tháng 11, thành phố ghi nhận 989 F0. Ngày 21 tháng 11, Cần Thơ có thêm 897 ca nhiễm COVID-19. Ngày 20 tháng 11, có 508 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 19 tháng 11, ghi nhận 939 ca mắc mới. Hiện tổng số trường hợp đang được thành phố Cần Thơ cách ly tập trung là 1.326 người. Số người đang cách ly tại nhà là 16.142 người. Trong đó có 5.008 F0 đang cách ly điều trị tại nhà, 5.883 F1 đang cách ly y tế tại nhà. Triển khai công tác phòng chống dịch, thành phố Cần Thơ tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh công tác xét nghiệm trọng điểm tại các khu vực nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, nhằm nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Triển khai tiêm chủng cho trẻ em. Về công tác tiêm chủng, tính đến thời điểm hiện tại, Cần Thơ đã tiêm tổng cộng 1.719.738 liều vaccine COVID-19 cho các đối tượng. Trong đó, số người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 là 942.905 người, đạt tỷ lệ 96,5%. Được tiêm mũi 2 là 776.833 người, đạt tỷ lệ 81,9%. Hiện nay, thành phố Cần Thơ vẫn tiếp tục đồng loạt triển khai tiêm chủng vaccine diện rộng trên toàn địa bàn thành phố và đã tổ chức tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đạt 24,6%. Nhằm đảm bảo hoàn thành sớm nhất kế hoạch tiêm chủng đã đề ra. Từ ngày 22 tháng 11, thành phố Cần Thơ chính thức tiêm ngừa vaccine Pfizer phòng COVID-19 cho 122.746 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn. CDC Cần Thơ đã phân bổ và bàn giao đủ vaccine Pfizer cho các quận, huyện. Đối với các trường hợp trẻ em mắc bệnh bẩm sinh, bệnh mãn tính ở tim, phổi, hệ thống tiêu hóa, tiết niệu, máu, nghe tim phổi bất thường, có tiền sử phản vệ độ 3 với bất kỳ nguyên nhân gì, sẽ được chuyển đến tiêm tại điểm tiêm Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ. Người dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản đề nghị các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân thành phố không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố khuyến cáo người dân hạn chế tối đa tổ chức hoạt động tập trung đông người trong nhà, ngoài trời và tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Đồng thời, khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đặc biệt lưu ý, người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 hạn chế di chuyển ra khỏi nơi ở, không đến những nơi tập trung đông người. Bắt buộc quét mã QR hoặc khai báo y tế. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tất cả người dân đến giao dịch, tham gia hoạt động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bắt buộc phải quét mã QR bằng ứng dụng PC COVID hoặc sổ sức khỏe điện tử hoặc khai báo y tế. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải tổ chức và chịu trách nhiệm kiểm tra việc quét mã QR hoặc khai báo y tế của người dân đến giao dịch, tham gia các hoạt động. Khuyến khích cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, ăn uống, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, trà sữa, bán hàng mang đi. Ngoài ra, các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có từ 100 người lao động trở lên phải thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 để tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị,
chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp F0, F1 và F2, phối hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong khoanh vùng, cách ly, điều tra dịch tễ, dập dịch khi xuất hiện F0 tại nơi sản xuất, kinh doanh. Hạn chế tối đa việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhà nước thực hiện nêu gương trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc nghiêm túc thực hiện hiệu quả các biện pháp sau. Hạn chế tối đa việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người hoặc đến những nơi tập trung đông người, không tổ chức ăn uống, liên hoan, chiêu đãi, đám tiệc có sử dụng rượu, bia và các loại thức uống có cồn khác ở nhà hàng, quán ăn, tập trung đông người. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc ở nhà. Số lượng người làm việc trực tiếp tại công sở do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định để bảo đảm duy trì các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo của thành phố. Tăng cường họp theo hình thức trực tuyến, hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tiếp có tập trung đông người chưa cần thiết, trừ các cuộc họp chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của đơn vị. Người tham gia họp phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là nguyên tắc 5K, tăng cường thông khí phòng họp, thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 do thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm trưởng ban, có đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch, thành lập các tổ an toàn COVID của cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với người ra vào cơ quan công sở nhà nước bằng mã QR. Thành lập 50 đội y tế lưu động. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa quyết định thành lập 50 đội y tế lưu động hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đội y tế lưu động bắt đầu hoạt động kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2021 và kết thúc khi có quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Mỗi đội y tế lưu động có 4 thành viên, gồm một đội trưởng và 3 thành viên là sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và 10 bác sĩ của Trường Đại học Y Dược hỗ trợ hoạt động của các đội y tế lưu động. Đội y tế lưu động chịu sự chỉ bảo về chuyên môn của Trung tâm Y tế quận, huyện và thực hiện công tác giám sát, theo dõi F1 được cách ly y tế tại nhà và F0 được quản lý, cách ly, điều trị tại nhà trên địa bàn được phân công, hỗ trợ trạm y tế trong công tác khám chữa bệnh, theo dõi sức khỏe, cấp phát thuốc, lấy mẫu xét nghiệm cho F1 được cách ly y tế tại nhà và F0 được quản lý, cách ly, điều trị tại nhà. Đồng thời, đội hỗ trợ trạm y tế trong công tác kết nối với F1 được cách ly y tế tại nhà và F0 được quản lý, cách ly, điều trị tại nhà. Phát hiện các trường hợp F0 có dấu hiệu diễn biến nặng để kịp thời phân loại, báo cáo trạm y tế liên hệ với các cơ sở thu dung, điều trị để chuyển tuyến người bệnh đến cơ sở điều trị phù hợp. Thực hiện công tác vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia giám sát, kiểm tra, theo dõi và tuân thủ các quy định trong việc cách ly y tế F1 tại nhà và quản lý, cách ly, điều trị F0 tại nhà. Chế độ, chính sách của thành viên tham gia đội y tế lưu động thực hiện theo nghị quyết số 76 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hỗ trợ 200 nhân sự, sinh viên y dược và 10 bác sĩ tham gia hoạt động của đội y tế lưu động. Giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế quận, huyện hướng dẫn hoạt động chuyên môn của đội y tế lưu động, dự trù, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, trang bị bảo hộ, vật tư y tế, phục vụ cho hoạt động của đội y tế lưu động. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Y tế tổng hợp, cân đối nguồn kinh phí thực hiện, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt, bố trí kinh phí phục vụ hoạt động của đội y tế lưu động, chế độ phụ cấp bồi dưỡng cho nhân viên y tế, lực lượng hỗ trợ theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp chỉ đạo lực lượng công an, quân sự địa phương bố trí lực lượng tham gia đảm bảo an ninh, an toàn cho đội y tế lưu động. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các đơn vị có liên quan phối hợp hỗ trợ hoạt động của đội y tế lưu động. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo bảo đảm phương tiện, hậu cần, nơi ăn nghỉ phục vụ hoạt động của đội y tế lưu động. Chỉ đạo lực lượng địa phương phối hợp, hỗ trợ trong thời gian đội y tế lưu động hoạt động trên địa bàn. F0 đang tăng, Việt Nam cần làm gì nếu dịch bùng phát lại? Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Y tế trong một tuần qua, Việt Nam liên tục ghi nhận số ca nhiễm sau 24 giờ ở ngưỡng 9.000 đến 10.000, tăng cao so với khoảng thời gian hồi cuối tháng 10. Điều này thực tế đã được các chuyên gia lý giải trước đó khi các quy định về giãn cách, phong tỏa được nới lỏng. Trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, sống chung an toàn với SARS-CoV-2, các địa phương vẫn tiếp tục được yêu cầu đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và thường xuyên cập nhật cấp độ dịch. Bên cạnh đó, đợt bùng phát dịch nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua cũng mang lại nhiều bài học đối với hệ thống y tế. F0 tăng,
có nguy cơ bùng phát dịch nhưng không nên quá lo lắng. Tại điểm nóng về dịch COVID-19 trong thời gian qua là thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc họp báo định kỳ của Ban chỉ đạo mới đây, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế đã khẳng định với tình hình hiện nay ở thành phố khi số F0 dao động ở mức 1.000 ca, không thể nói là có đợt dịch mới. Với Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường nhận thức trong tình hình mới. Dự báo ca bệnh COVID-19 sẽ tăng cao trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới. Ông Phong cho biết, thành phố đã giao Sở Y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản khi có 100.000 ca bệnh và đề nghị chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này. Bộ Y tế vừa qua cũng phải gửi công văn hỏa tốc tới các tỉnh, thành phố đánh giá nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, thời điểm nào, do lượng người dân di chuyển về địa phương từ vùng dịch sau nới lỏng giãn cách. Đáng chú ý, công văn này nhấn mạnh các địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn nhưng phải đảm bảo thống nhất, thông suốt trên toàn quốc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, không cục bộ, cát cứ, ban hành quy định vượt quá mức cần thiết. Nhận định với chúng tôi, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khẳng định, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện nay vẫn khá phức tạp. Song, các địa phương vẫn đang kiểm soát được dịch. Khi mình nới lỏng các hoạt động cho phép đi lại, việc tiếp xúc giữa người với người tăng lên. Người lành tiếp xúc với người nhiễm, từ đó xuất hiện nhiều ca bệnh cũng như ổ dịch. Vị chuyên gia này lý giải. Đồng ý với quan điểm này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội đánh giá, số ca nhiễm trên cả nước hiện nay chỉ tương đương với thời gian cao điểm dịch vừa qua. Phó giáo sư Hùng nói thêm, trong khi đó, nhiều người dân tại các tỉnh, thành phố đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đa số người nhiễm virus cũng diễn biến nhẹ, thậm chí không xuất hiện triệu chứng. Với căn cứ đó, chúng ta có thể không cần quá lo lắng và cần tiếp tục tập trung thực hiện những biện pháp phòng chống dịch đang làm. Không nên phụ thuộc vào vaccine. Dù số F0 tăng là điều có thể lý giải, Phó giáo sư Trần Đắc Phu vẫn nhấn mạnh, Việt Nam cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ ca nhiễm trên mỗi 100.000 dân trên tuần, như Nghị quyết 128 của Chính phủ đã đề cập. Ngoài ra, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng, việc quan trọng cần làm là tính toán số ca nhiễm hiện nay có tỷ lệ tiêm chủng như thế nào. Ngành y tế cần đối chiếu giữa số ca mắc và trường hợp diễn biến nặng, tử vong, tỷ lệ người đã hay chưa tiêm chủng để đưa ra phương án đáp ứng phù hợp. Nếu địa phương có số ca mắc cao nhưng tỷ lệ tiêm chủng cũng cao, lượng bệnh nhân diễn biến nặng thấp, chúng ta có thể không cần quá lo ngại. Ngược lại, những địa phương có mức độ bao phủ vaccine thấp sẽ đáng lo hơn. Chúng ta phải có phân tích tỷ lệ tiêm chủng, số ca mắc, người diễn biến nặng, trường hợp tử vong, chứ không nên chỉ nhìn vào số F0 tăng nhiều hay ít. Phó giáo sư Phu gợi ý. Ông Phu nói thêm, các tỉnh nên coi các nước châu Âu là một bài học khi chỉ trông chờ vào vaccine mà không áp dụng những biện pháp an toàn hay dự phòng cá nhân, khiến nguy cơ bùng dịch tăng cao. Các địa phương cần có phương án lao động an toàn, hoạt động an toàn, cơ sở an toàn, xí nghiệp an toàn, chợ an toàn, bệnh viện an toàn. Không thể chỉ dựa vào vaccine và thả lỏng được. Ông kết luận. Phó giáo sư Nguyễn Việt Hùng cũng đồng ý rằng Việt Nam hiện nay cần tập trung cho những người có nguy cơ cao, diễn biến nặng, tử vong, được sớm tiêm đủ 2 liều vaccine. Tuy nhiên, bên cạnh vaccine, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội cho rằng đợt dịch tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua cũng đã phơi bày một số vấn đề trong hệ thống y tế cần sớm cải thiện. Thứ nhất, ông Hùng cho rằng vai trò của y tế cơ sở tại Việt Nam hiện nay còn chưa tốt, từ đó dẫn đến khả năng chăm sóc ban đầu cho người bệnh không hiệu quả. Cùng với lý do này, Nghị quyết 128 vừa qua đã yêu cầu các tỉnh, thành phố chuẩn bị sẵn trạm y tế lưu động, đặc biệt là vấn đề sẵn sàng oxy tại y tế cơ sở. Thứ hai, ngành y tế Việt Nam cần xem lại hệ thống vận chuyển, hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận việc điều trị chuyên sâu khi có diễn biến nặng. Bài học ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, nhiều bệnh nhân diễn biến nặng nhưng dịch vụ chăm sóc ban đầu thiếu oxy. Việc chuyển F0 này lên cơ sở điều trị chuyên sâu lại muộn. Từ đó, nhiều người bệnh đến nơi nhưng không thể chữa được vì đã quá muộn. Phó giáo sư Hùng nói. Thứ ba, bên cạnh việc thống kê số giường hồi sức, lượng máy thở, các cơ sở y tế cũng cần đánh giá lại có bao nhiêu nhân viên y tế sử dụng thành thạo và đáp ứng được các kỹ thuật về điều trị chuyên sâu. Vị chuyên gia đặt vấn đề, chúng ta đang thiếu bao nhiêu, cần bao nhiêu và hỗ trợ như thế nào về nhân lực để cải thiện lỗ hổng trong điều trị. Nếu thiếu nhân lực, các cơ sở này có kế hoạch tập huấn, đào tạo như thế nào, bao lâu sau có thể đáp ứng. Đó là những phương án cụ thể trong tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng cần được đưa ra. Bên cạnh điều trị, Phó giáo sư Hùng cũng cho rằng các tỉnh, thành phố chưa triển khai cách ly F1, điều trị F0 diễn biến nhẹ tại nhà cần nhanh chóng vận hành hệ thống này, đảm bảo hoạt động trơn tru trong tình huống dịch bùng phát. Nếu để dịch lan rộng mới thí điểm, chúng ta chắc chắn sẽ không kịp đáp ứng, vị chuyên gia kết luận. Hậu Giang phát phiếu đi chợ cho người dân vùng cam, vùng đỏ. Thưa quý vị, sáng nay,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang có công văn chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, địa bàn cấp độ 3, 4, tức vùng cam, vùng đỏ, tổ chức thực hiện việc phát phiếu đi chợ cho người dân không quá 15 lần trên tháng, quy định giờ đi chợ hợp lý, đảm bảo giãn cách 2 mét, không tập trung đông người. Người đi chợ phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, tình hình dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã ghi nhận 3.942 trường hợp dương tính, trong đó có 1.619 trường hợp lây lan cho cộng đồng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, tính mạng của người dân và sự phục hồi phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây lan, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo kể từ 0 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2021 thực hiện một số biện pháp hạn chế trong các hoạt động. Cụ thể, đối với việc tổ chức đám tang, hiếu, hỉ phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người, không quá 20 người tại một thời điểm. Chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền vận động người dân tổ chức theo hình thức đơn giản, không tổ chức ăn uống và thực hiện đúng quy định về tổ chức số người. Các hoạt động tập trung thể dục, thể thao ngoài trời được hoạt động nhưng phải đảm bảo đã tiêm đủ 2 liều vaccine, thực hiện quy định 5K, đảm bảo các quy định an toàn phòng chống dịch và không tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm, địa điểm. Đối với các xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực có dịch cấp độ 3 trở lên, tổ chức thực hiện việc phát phiếu đi chợ cho người dân không quá 15 lần trên tháng, quy định giờ đi chợ hợp lý, đảm bảo giãn cách 2 mét, không tập trung đông người, người đi chợ phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Đối với cơ quan, công sở, bố trí làm việc trực tiếp không quá 60% biên chế. Theo tính chất công việc, có thể bố trí nhiều hơn nhưng không quá 70% do người đứng đầu cơ quan đơn vị quyết định. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh cần gương mẫu thực hiện khuyến cáo hạn chế tham gia các hoạt động không cần thiết, kể cả các đám hiếu, hỉ, hạn chế tối đa việc đi lại thường xuyên ra vào ngoài tỉnh. Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 trụ cột cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể, có mục tiêu và lộ trình để có giải pháp phù hợp, hiệu quả, sớm kết thúc cách ly, phong tỏa, xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, bảo đảm khoa học, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, góp phần giảm chuyển nặng, giảm tử vong, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch, minh bạch công khai các hình thức xử phạt đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm để răn đe và góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng chống dịch. Bình Định, ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh trở lại. Thưa quý vị, những ngày qua, số ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh Bình Định liên tục tăng nhanh. Hiện tỉnh này đã ghi nhận 3.174 người mắc bệnh. Sáng ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định công bố thêm 142 ca nhiễm mới. Như vậy, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định đã ghi nhận 3.174 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 2.200 trường hợp đã khỏi bệnh, 20 trường hợp tử vong và 954 trường hợp đang điều trị. Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết, tình hình dịch đang phổ biến ra tất cả tỉnh thành trong cả nước. Nguyên nhân chính dịch bệnh tăng nhanh ở Bình Định là những ngày gần đây là do thời tiết thuận lợi cho dịch bệnh phát triển. Nguyên nhân nữa là bây giờ không còn giãn cách như trước đây, việc tụ tập đông người dẫn đến việc phát sinh các ổ dịch lớn. Hiện tỉnh Bình Định có khoảng 75% dân số trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm ngừa COVID-19 ít nhất một mũi. Theo ông Hùng, đáp ứng tình hình mới, tỉnh cũng đã cho chủ trương điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà.